Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Thường xin kính giới thiệu đến quý vị Thượng tọa Thích Quyền Châu, vị thầy sẽ trùng tuyên những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật trong chương trình hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cùng thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính chúc quý vị một ngày một đêm an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Là đầu tiên, Nhật Thường kính chúc quý vị luôn luôn có được đời sống an lạc và đặc biệt nhất là theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp rất là hoan hỷ. Và chương trình Vấn Đáp Phật Pháp luôn luôn tìm những đề tài ngắn gọn và có tính cách ứng dụng trong đời sống tu học. Hy vọng qua chương trình này, đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng và chúng ta càng ngày càng tinh tấn tu tập nhiều hơn. Như vậy cũng là cách để chúng ta cúng dường đến ba ngôi Tam Bảo. Kính thưa quý vị, chương trình Vấn Đáp Phật Pháp hôm nay xin kính tiếp tục với đề tài Kinh Tương Ưng Bộ Phẩm, Thời Gian Trôi Qua. Và hy vọng qua chương trình này, chúng ta sẽ gặt hái được những điều lợi lạc để áp dụng trong đời sống tu tập của chúng ta. Giờ đây, Nhật Tường kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh của Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thỉnh thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường. Xin mời tất cả quý khán thính giả của chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Chúng ta tiếp tục với nội dung trong kinh Tăng Chi. Xin lỗi, kinh Tương Ưng. Thì chúng ta biết bài kinh số 4 mà chúng ta sắp tìm hiểu đây có tựa đề là Thời Gian Trôi Qua. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng lúc ấy Đức Thế Tôn đang ở thành Xá Vệ, vườn kỳ thọ của vườn Cấp Cô Độc. Chúng ta biết rằng lúc bây giờ trong thời gian đêm đã về khuya thì có một vị chư thiên đến tại chỗ của Đức Thế Tôn với hào quang sáng ngời, tương tự như các phẩm trước. Thì chúng ta biết vị chư thiên này sau khi đến lễ Đức Thế Tôn xong rồi thì Ngài cũng đứng sang một bên, và vị chư thiên này dùng một bài kệ hỏi nghĩa Đức Thế Tôn như sau: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Bài kệ này rất là thiết thực, nó hết sức là xúc tích và có tính thi vị rất cao. Thưa quý vị, ở trong đời sống hàng ngày này chúng ta thấy thời gian nó lặng lẽ trôi qua. Chúng ta cũng vậy, ngày qua ngày, mỗi ngày trôi qua rất là nhanh. Sáng ra cứ ngỡ rằng chúng ta làm được một số việc nào đó, nhưng thấy công việc còn bời bời trước mắt mà một ngày đã hết rồi. Rồi ngày qua ngày, rồi tuần qua tuần, rồi tháng qua tháng, năm qua năm. Và hôm nay chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy ngày đêm nó cứ luôn di động mãi, nó không có đứng yên. Và tuổi tác thanh xuân của chúng ta, trẻ khỏe xinh đẹp, giờ nhìn lại thì nó không còn nữa. Mà ở đây một vị chư thiên mô tả rất là rõ ràng về yếu tố của thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày đêm thì luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân của chúng ta tiếp tục bỏ chúng ta, và mỗi ngày chúng ta đang tiến dần tới sự già nua. Chư thiên cũng vậy, mà con người chúng ta cũng vậy, phải không thưa quý vị? Mặc dầu ở trong phẩm này, bài này là bài mà một vị thiên thần hội Đức Thế Tôn, cảnh giới của các ngài khác với chúng ta, nhưng tất cả đều chịu định luật vô thường, thời gian tăng tốc trôi qua. Ở trong chúng ta liên tưởng tới những thời khóa tụng ở trong Phật giáo, có một bài kệ rất là thống thiết, đó là thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiếu thủy ngư, thứ hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Thì nghĩa là gì thưa quý vị? Ngày nay đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá bị rút nước. Có một số vị dịch chữ là thiếu nước. Thiếu thì nó đầy lên, thiếu nhưng chưa hẳn gì nó mất hơn, cho nên thiếu một chút cũng không sao. Nhưng mà
cá như ở trong chậu nước mà cá nó, xin lỗi là cá ở trong chậu nước mà nó cứ nó vơi dần đi. Cái chậu nước mà nó nay nó khô một chút, mai khô một chút thì con cá ở trong đó rất là lo lắng, như cá bị rút nước nào có gì vui. Nên đại chúng hãy tinh cần, chuyên cần tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Như cứu lửa cháy đầu, hãy tu tập nhanh chóng như là cứu lửa cháy trên đầu của mình vậy đó. Cái gì chúng ta cũng còn có thể chờ đợi được, nhưng mà lửa cháy trên đầu thì chúng ta nhanh chóng mà vội phủi xuống, chứ không có hẹn rày hẹn mai được. Cho nên việc tu tập quả thật là phải nhanh chóng, không có hẹn rày hẹn mai. Ở đây cũng như vậy thưa quý vị, vị thiên này hỏi Đức Thế Tôn ngài mô tả bằng một cái giáo nghĩa, bằng một cái sự thật đang diễn ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Và vị thiên thần này còn nói rằng những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này thì hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Ông ta đưa ra cho chúng ta một giải pháp là vô thường tấn tốc và chúng ta tiến dần tới cõi chết. Vậy thì làm sao để chúng ta chấm dứt cái đau khổ mà không còn cái vô thường chi phối chúng ta? Thành ra ông ta khuyên mỗi người hãy gì? Hãy làm tất cả các công đức được đưa đến chơn an lạc. Như vậy thì thưa quý vị, tất cả những công đức nào mà đưa đến chơn an lạc? Sự thật mà nói, cho dù bất cứ công đức gì nó vẫn nằm ở trong thế giới hữu vi. Mà đã ở trong thế giới hữu vi thì phải chịu định luật vô thường chi phối và nó bị hủy hoại theo thời gian. Hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi mà vô sanh, vô tử, vô khứ lai. Chỉ khi nào chúng ta đạt được cảnh giới không còn hữu vi, tức là đi ra khỏi hữu vi, đi vào thế giới của vô vi. Vậy thì chỉ có vô vi mới không có hủy hoại. Cho nên chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe Đức Thế Tôn giải thích cho vị thiên thần này bằng một bài kệ tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Thế Tôn mở ra cho chúng ta một cảnh giới vô vi như thế nào. Lúc bây giờ sau khi vị thiên thần bạch hỏi Thế Tôn với một giáo nghĩa như vậy và Thế Tôn dạy như sau: thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Đây là một hiện thực, đây là một thực trạng hiển nhiên. Và Thế Tôn dạy chúng ta như sau: những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi lợi thế, tâm hướng cầu tịch tịnh. Tức là hãy bỏ gì? Bỏ đi những cái lợi thế của mình. Lợi thế là gì? Là những cái phương tiện sinh tồn mà chúng ta có được. Hãy từ bỏ nó đi. Có nghĩa rằng là chúng ta hãy phát tâm bố thí một cách dũng mãnh. Thì nhờ cái sự bố thí dũng mãnh như vậy và tâm chúng ta đem cái công đức đó hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề. Chỉ có khi nào hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề thì công đức đó mới đạt được chỗ tịch tịnh. Còn nếu như chúng ta làm việc phước báo, đạt được chơn công đức mà không có hồi hướng tới vô thượng Bồ Đề, thì cái phước báo đó chúng ta sẽ bị tiêu hoại hết qua thời gian. Đức Thế Tôn có kể một câu chuyện tiền thân của Ngài. Đó là Ngài ra đời ở trong một kiếp được phước báo làm vị vua chuyển luân thánh vương. Ngài đã phát tâm cúng dường cho Đức Phật ở trong kiếp đó. Và tất cả những ai đi theo giáo pháp của Phật, Ngài đều cúng dường tứ sự đầy đủ. Sau khi Đức Thế Tôn trong thời đại đó niết bàn, thì Ngài hóa thiêu và đem xá lợi dựng tháp ở khắp mọi nơi tôn thờ xá lợi, và cúng dường chăm lo tới mức mà giáo pháp của Phật bị hủy hoại hết. Thì Thế Tôn nói rằng là do là cái phước đức của Ngài, Ngài đã hướng được một cái quả phước không thể nào mà nghĩ bàn được. Nhưng Thế Tôn nói rằng đến khi Ngài chứng quả thành Phật dưới cội Bồ Đề thì tất cả những cái phước báo mà Ngài đã làm được đó không còn một chút mảy may nào hết. Ý nói rằng là trong con đường sanh tử dài lâu, tất cả phước báo mà chúng ta có tạo được lớn như núi Tu Di thì nó cũng bị hủy hoại tất cả. Nhưng một khi đem hồi hướng công đức đó đến vô thượng Bồ Đề thì phước báo đó chúng ta sẽ tiêu mãi mãi không hết.
Cho nên cùng là một sự quán chiếu, nhưng tầm nhìn của chư thiên thì chỉ dừng lại ở chỗ là hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc, tức là được cái phước báo vi diệu ở các cõi trời. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì sao? Biết cuộc đời vô thường thì vậy và sợ hãi cái cảnh sanh tử trầm luân, cho nên á, hãy từ bỏ mọi lợi thế, tức là hãy phát tâm giống bảnh xả thí, để chi? Để tâm mình hướng cầu đến cái quả vị tịch diệt. Thì có như vậy mới cho chúng ta một lộ trình giác ngộ giải thoát. Thưa quý vị, nội dung này lần trước chúng ta cũng đã tìm hiểu ở trong phần cuối, nhưng hôm nay chúng ta nhắc lại một chút và hy vọng các vị có thể thấu hiểu nhiều hơn. Nếu như các câu hỏi nào cần thiết đặt ra thì xin các vị chúng ta hãy vội vào đài. Đây là một chương trình truyền hình trực tiếp. Xin mời anh Nhật Tường trở lại với phần của mình điều hợp chương trình. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính thầy và chúng con tri ân thầy đã vì chúng con cũng như những người đang theo dõi chương trình mà thầy đã giảng lại cái nghĩa mà Đức Phật dạy cho chư thiên. Và kính bạch thầy, giống như thầy mới vừa giảng qua thì con cũng xin để con hiểu rõ, mà cái hiểu rõ này của con cũng đại diện cho những người mà cũng như là không nắm vững về Phật pháp cho mấy. Sở dĩ mà lời mà vị chư thiên này và trước khi con hỏi thì con cũng xin phép thầy cho con nhắc với khán giả là chính thưa quý vị trên màn ảnh chúng ta có hai số điện thoại. Kính mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong chương trình này. Quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề tu tập của mình. Dạ với Đạo Phật và kính bạch thầy, thì trong ở chỗ mà lời chư thiên nói đó thì hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Nhưng khi Đức Phật, khi mà cái vị chư thiên này đệ trình kiến giải mình đến Đức Phật thì Đức Phật nói là cũng những lời như vậy mà Đức Phật nói là hãy sợ hãi tử vong này thì hãy bỏ mọi lợi thế hướng cầu sự tịch tỉnh. Thì ở đây cái sự khác biệt là cái vị chư thiên là vẫn còn có cái để muốn, vẫn còn có cái để đạt như là chơn an lạc. Còn lời Đức Phật dạy là hãy bỏ hết tất cả, an lạc cũng như chỉ hướng đến quả cầu giải thoát, mà trong cái sự giải thoát đó thì cái an lạc nó đi bên cạnh đó. Dạ vâng, đúng rồi. Xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, cái an lạc của chư thiên thì họ chỉ nương tựa vào công đức, và họ nghĩ rằng tất cả những cái việc công đức của họ làm đó là họ thành tựu cái quả phước ở các cõi trời. Thành ra chư thiên họ thường xem con cõi người chúng ta là ruộng phước của họ, cho nên họ thường lai vãng ở cõi ta bà của chúng ta để gia hộ giúp đỡ cho những người, để hộ trì cho những người làm việc phước thiện. Và họ xem rằng đó là một trong những việc mà họ gieo trồng công đức, rồi nhờ công đức đó mà họ được cái phước báo chơn an lạc, hoặc là họ tiến lên những cõi trời cao hơn. Nhưng cái cảnh giới đó vẫn còn nằm ở trong cảnh giới của phàm phu. Nó không phải là cảnh giới an vui tuyệt đối, mà chỉ khi nào tâm chúng ta đạt được sự an vui tuyệt đối, đó là hãy từ bỏ mọi lợi thế mình có được, mặc dầu mình là chư thiên đi nữa thì cũng nên từ bỏ cái lợi thế đó đi, mà tâm hãy hướng cầu vỡ tịch tịnh, hay còn gọi là hướng cầu vỡ niết bàn. Chỉ có niết bàn mới là hạnh phúc tối thượng, chỉ có niết bàn mới là hạnh phúc vĩnh hằng, còn ngoài ra đều nằm ở trong thế giới sinh diệt. Mà sinh diệt thì tất nhiên phải có chịu sanh lão bệnh tử, làm sao có hạnh phúc an lạc được. Cho nên đây là điều mà Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta con đường đến với cảnh giới tuyệt đối. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thầy. Dạ kính bạch thầy, khoảng chừng 2-3 tuần trước thầy có giảng cho con cũng như những người theo dõi chương trình, thầy nói lời dạy của Đức Phật giống như là Ngài trao cho mình hạt thóc, hạt lúa, hạt nếp vậy đó, rồi mình nấu nướng sao là nơi cái khả năng của mình. Giống như trong kinh Pháp Hoa mà mưa nó rơi xuống thì những cây nó hấp thụ nước như thế nào. Thì ở đây khi mà qua cái bài kệ này thì con kính thầy cho con hướng dẫn cho con là giữa cái bài kệ này và cái bài kệ mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác mà 8 câu đầu tiên của các 8 bậc của các bậc đại nhân là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, ngũ ấm vô ngã, tứ đại khổ không, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thiện ác nguyên, hành vi tội tấu. Thì cái đó cũng là do lấy từ cái tinh thần này phải không thầy? Xin thưa đại chúng, xin cảm ơn Nhật Tường. Đây là một câu hỏi liên tưởng nó hay. Nhưng thưa quý vị, ở trong pháp vị của Như Lai á, thì Đức Thế Tôn dạy chúng ta thấy nó gần giống như nhau. Nếu như chúng ta hiểu rằng ở trên tinh thần giải thoát thì một người nếm biển ở tại vùng Florida, hoặc là nếm nước biển ở tại Long Beach chẳng hạn, thì nước biển nó đều thường một vị, đó là vị mặn. Biển chỗ nào cũng mạnh vậy thôi. Nhưng mà tất nhiên biển ở Florida với biển của Long Beach thì cái hình dáng nó khác, vị trí địa lý nó khác.
Thì cũng như vậy, thưa quý vị, Đức Thế Tôn nói giáo nghĩa của Bát Đại Nhân Giác đó là cho ai? Cho tôn giả Phú Lô Na. Xin lỗi, tôn giả một vị thiên nhãn đệ nhất đó là tôn giả A Na Luật. Tại vì sao? Bởi vì bài kinh giáo nghĩa Bát Đại Nhân Giác đó là giáo nghĩa mà Đức Thế Tôn dành cho tôn giả A Na Luật. Cho nên ngài nói đầy đủ cái giáo nghĩa, và giáo nghĩa đó được truyền sang ở tại Trung Quốc thì nó đặt cho một cái tên khác gọi là Bát Đại Nhân Giác, hay gọi là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Còn bài kinh này là Đức Thế Tôn dạy cho một vị chư thiên. Chúng ta thấy rất rõ là vị chư thiên tối thừa hối, thành ra hai cái căn cơ khác nhau, hai cái sự tu tập khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy bên trong giáo nghĩa của nó cũng vậy thôi. Tam pháp ấn của Phật, Phật nói rằng là tất cả những gì có trình bày đến vô thường, khổ và vô ngã, đó là giáo pháp của Như Lai. Còn lục chúng thành tựu chẳng hạn, đó là duyên khởi, đó là mô tả duyên khởi. Nhưng mà người ta có thể bịa ra một cái duyên khởi đầy đủ lục chúng thành tựu, rồi người ta nói trong đó những cái giáo nghĩa vớ vẩn khác chẳng hạn. Mà chúng ta không hiểu điều này, chúng ta nói à, đây có lục chúng thành tựu, tức là giáo nghĩa của Như Lai. Chúng ta hiểu như vậy là sai hoàn toàn. Chúng ta phải hiểu rằng lời dạy ý nghĩa bên trong đó nó có mô tả đầy đủ cái tính chất của vô thường, khổ và vô ngã. Bất cứ lời lẽ nào mà miêu tả đặc tính của cuộc đời và họ chấp nhận rằng trong đó là vô thường. Và đã vô thường là khổ, và đặc tính của nó là không, cho nên gọi là vô ngã. Như vậy thì họ thẩm định ở trong giáo nghĩa đó đầy đủ tam pháp ấn là chúng ta biết đó là giáo nghĩa của Như Lai. Thành ra cho dầu kinh Bát Đại Nhân Giác hoặc là kinh Tương Ưng này á, thì giáo nghĩa của nó cũng vậy thôi. Nhưng mà hai cái căn cơ khác nhau, cho nên phải có một sự trình bày khác nhau. Nó không phải rằng là lấy cái này mô tả cho cái kia, hoặc là lấy cái kia mô tả cho cái nọ. Mà vì cái tính chất đối cơ, cho nên Phật phải nói như vậy. Dạ, cảm ơn Nhật Tường, cảm ơn đại chúng. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Quý vị thấy không quý vị? Thì đây là cái sự thành thật của Nhật Tường. Mình nghĩ như vậy thì mình cứ hỏi, và nhờ hỏi như vậy thì mình mới sáng tỏ được. Chứ bằng không mình không hỏi thì mình sẽ cứ hiểu lầm cái giữa cái này cho cái kia. Phải không thầy? Chứ không bây giờ Đức Phật giờ đây cũng con thỉnh thầy bước sang cái lời dạy kế tiếp của Đức Phật. Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường. Xin kính chào đại chúng, kính thưa quý vị. Chúng ta cùng nhau đi qua một bài kinh tiếp theo. Đó là bài kinh Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn. Đề tựa này đó là do quý ngài của chúng ta đặt ra. Mà giáo nghĩa bên trong thì chúng ta thấy ở trong kinh Tương Ưng này á, thì chúng ta hiểu tương ưng tức là tương thích và ưng thuận. Cái chữ tương là tương xứng, tương thích và ưng thuận, tức là nó có cái sự kết hợp với nhau, nó có cái sự phối hợp với nhau. Và giáo nghĩa này á, là giáo nghĩa mà Phật dạy cho chư thiên, cho nên nó nằm ở trong phẩm là tương ưng chư thiên. Và ý nghĩa của từng bài khác nhau, bởi vì mỗi vị chư thiên, mỗi vị thiên thần đến hỏi Phật khác nhau, lời hỏi khác nhau, ý nghĩa khác nhau, cho nên Phật cũng dựa vào lời hỏi và ý nghĩa đó mà Phật chỉ cho họ một con đường giác ngộ giải thoát. Và con đường này á, thì tất nhiên chúng ta biết rằng á, là cảnh giới nhân thừa thì cái gì cũng tí mỉ rõ ràng. Nhưng cảnh giới chư thiên á, thì đôi khi có những điều là các vị chư thiên tự hiểu. Chẳng hạn như thế nào thưa quý vị, chúng ta thấy ở trong một đêm khuya, và có một vị thiên thần đến ở tại vườn cấp cô độc thành Xá Vệ, bạch hỏi Đức Thế Tôn là phải cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu, tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc để được có danh xưng tỳ kheo vượt bậc lưu. Chúng ta đâu có biết gì đâu. ngài hỏi vậy thôi, bao nhiêu vậy thôi, không hiểu rằng là ngài hỏi cái gì, bao nhiêu là bao nhiêu cái gì, không hỏi rõ ràng mình không biết. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết ở trong tâm của một vị thiên thần này, cho nên Thế Tôn trả lời như sau: phải cắt đoạn đến năm, phải từ bỏ đến năm, tu tập thêm năm pháp, vượt qua năm trói buộc để được có danh xưng tỳ kheo vượt bậc lưu. Hết. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta biết là phải cắt đoạn đến năm, mà năm cái gì? Năm gì? Rồi phải từ bỏ đến năm.
rồi gì nữa, rồi lại tu tập thêm năm, hay là vượt qua năm trói buộc là cái gì? Chúng ta không 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 hiểu được là cái ý của vị chư thiên đó hỏi cái gì. Và Thế Tôn tất nhiên là biết rõ vị chư thiên này muốn hỏi cái gì, cho nên Thế Tôn cũng nói như vậy. Và vị thiên thần này cũng đã tự hiếu, cho nên cảnh giới này thật sự mà nói chư thiên trí tuệ họ hơn chúng ta rất nhiều. Giờ đây chúng ta bàn điều này thì có lẽ rằng chúng ta cũng phán đoán thôi, chứ còn đã chắc gì vị chư thiên kia nghĩ như vậy. Cho nên vấn đáp Phật Pháp mà là một chương trình, nó sẽ mở ra rất nhiều cái nghĩa hay. Và tất nhiên là sự trình bày của Thầy Huyền Châu có thể bị sai, chỉ mong rằng các vị chúng ta cùng nhau suy xét, để chúng ta hãy học tập và tự mình thấu hiểu là hay nhất. Như vậy thì thưa vị, ở đây á, chúng ta liên tưởng tới những ngày tháng đầu tiên Đức Thế Tôn thành đạo, và Ngài nói ra những cái câu nó mang cái tính giới luật rất là căn bản, đó là: này các tỳ kheo, hãy trừ bỏ tất cả những điều ác, làm tất cả các điều lành và giữ cho tâm mình trong sạch. Phật nói như vậy thôi à. Và các vị tỳ kheo những ngày tháng đầu tiên, họ là những vị trưởng lão kỳ túc, cho nên căn tánh của họ rất thiện, trí tuệ của họ rất sắc bén, tự họ biết rằng hãy làm sao, những điều gì là những điều ác mà cần phải từ bỏ, những điều gì là những điều thiện cần phải từ bỏ, và làm sao giữ cho tâm mình trong sạch. Tự họ biết làm điều đó. Nhưng phàm phu chúng ta thì đôi khi chúng ta lại nghĩ khác, liên tưởng tới lời dạy của cha mẹ. Chẳng hạn như ông bà cha mẹ chúng ta dạy rằng: con sống sau đó mà sống, làm việc không hổ thẹn với lương tâm là được, đừng đỡ hổ thẹn với mọi người là được. Một người cha mẹ dạy người con như vậy, những người con có trí tuệ tự sẽ hiểu rằng mình làm sao. Nhưng có những người con không có trí tuệ, họ không hiểu, họ nghĩ rằng á là như vậy là được, nhưng mà thật ra là không được. Hoặc là họ nhầm lẫn giữa cái thiện và ác, họ nhầm lẫn làm như vậy là tốt, nhưng mà thực ra họ đang làm xấu. Cho nên tùy theo cái trình độ mà nhận thức. Thành ra ở đây cũng vậy, thưa quý vị, chúng ta nhận thức theo cái giáo nghĩa này rất là khó. Ở đây thầy chỉ xin gợi ý cho đại chúng có thể chúng ta hiểu như sau. Đó là chẳng hạn như á, là phải cắt đoạn bao nhiêu, phải từ bỏ bao nhiêu, thì Thế Tôn nói rằng á, là phải cắt đoạn đến năm và phải từ bỏ đến năm. Thì chúng ta biết rằng cái gì mà trói buộc chúng ta, cái gì mà khiến chúng ta bị trầm luân, đó chính là ngũ triền cái. Tâm chúng ta chìm đắm ở trong năm cái điều triền phược, cho nên phải cắt đoạn nó ra và phải từ bỏ nó. Năm triền cái đó là gì? Thứ nhất là tham dục, thứ hai là sân nhuế, thứ ba là hôn trầm trảo cứ, thứ tư là gì? Thứ tư là hôn trầm thủy miên. Thứ tư là gì? Thứ tư là trạo cứ ác tác. Cái chữ trạo cứ đó là nó mang cái tính ác tác, chứ không phải là tức là những cái hành vi ác. Rồi cuối cùng là nghi hoặc. Như vậy thì thưa quý vị, ngũ triền cái là năm yếu tố vây hãm tâm tư chúng ta, và tâm chúng ta bị chìm đắm ở trong thiên la địa võng của nó bày ra. Cho nên giờ đây chúng ta hãy nên cắt đoạn nó đi, tức là không thể nào đoạn trừ được cùng lúc năm triền cái, thì hãy đoạn trừ từng cái một. Chẳng hạn như là muốn từ bỏ cái tham dục thì chúng ta có thể dùng phép quán bất tịnh. Nếu như muốn từ bỏ sân thì chúng ta quán tưởng từ bi, cái lòng từ bi thương xót nó sẽ không có nỗi sân nữa. Rồi muốn trừ bỏ cái suy mơ ngủ nghỉ thì chúng ta dùng cái tâm tinh tấn để mà vượt qua. Rồi chúng ta muốn trừ bỏ cái trạo cử ác tác thì phải có thực tập thiền định. Và muốn trừ bỏ cái nghi thì chúng ta phải phát triển trí tuệ. Tại vì chỉ có trí tuệ học pháp nó tạo ra sự quyết nghị, quyết đoán. Hoặc là thiền định nó cũng chấm dứt cái sự nghi ngờ, bởi vì nó sinh trí tuệ trong tâm chúng ta.
Thành ra thưa vị, như vậy là chúng ta có thể là cắt đứt từng phần, chia ra từng phần mà cắt, và cắt cho đoạn trừ hết. Sau đó thì sao? Sau đó muốn đoạn trừ nó thì phải sử dụng năm lực. Năm lực đó là gì? Đó là tín, là tấn, là niệm, là định và tuệ. Đó là ngũ lực. Phát triển ngũ lực như vậy thì tất nhiên chúng ta sẽ vượt qua một cái thế giới mà nó chi phối nặng nề tâm chúng ta. Đó là tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngu nghĩ. Cho nên Thế Tôn nói là người đó có thể vượt qua năm trói buộc, tức là sự trói buộc của ngũ dục. Rồi, như vậy thì người đó xứng danh là một người xuất gia, là một vị tỳ kheo mà vượt qua cái dòng chảy mạnh mẽ ở cuộc đời. Đó là bộc lưu. Mà dòng chảy này nó biểu hiện là gì? Là dục bộc lưu, hữu bộc lưu và vô minh bộc lưu. Như vậy thì Thế Tôn nói như vậy để khẳng định cho một vị thiên thần. Thì thưa vị, đây tức là sự suy diễn của bản thân thầy Huyền Châu. Tất nhiên chưa hẳn gì nó đúng hết. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái hiếu riêng cho mình. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Thầy ơi, con có một chút than phiền, những gì con nghĩ con định hỏi thầy giảng hết rồi, con hết hỏi rồi. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, qua lời dạy của một vị, qua sự trình bày kiến giải của một vị chư thiên đến với Đức Phật, và Đức Phật đã dạy cho vị chư thiên là phải cắt đoạn đến năm, phải từ bỏ đến năm, tu tập thêm năm pháp luật, vượt qua năm trói buộc để được có danh xưng, và sau đó thì tỳ kheo vượt bọc luôn. Đơn giản như vậy thôi, nhưng mà hết câu hỏi này thì thường gắn thêm câu hỏi khác. Nhất là cái câu hỏi đầu tiên mà khi mà vị chư thiên hỏi Đức Phật là tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc để được có danh xưng. Thì thường những người mà mới theo dõi đạo Phật, hay là những người không gành á, hay là hoặc là những người mà lâu lâu nghe là sắc tức thì không, không tức thì sắc, đạo Phật chấp là không mà, thì đó cũng là câu hỏi có nhiệt tượng. Kính thầy, thầy vì lòng từ bi cũng như là vì chúng con mà những người hay có tánh nghi ngờ á, giữa cái danh xưng này ở đây và cái không mà Đức Phật nói có gì khác biệt hay không? Như là đạo Phật nói là tất cả đều là không, không có gì để đạt, không có gì để chứng hết, nhưng mà ở đây lại tại sao phải có danh xưng? Dạ, xin cảm ơn Nhật Tường rất là nhiều. Chúng ta đang bàn ở trên cái nguyên lý của hiện tượng là chúng ta phải dựa trên cái nguyên lý thiện ác và những cảnh giới đạt được để chúng ta miêu tả. Còn chúng ta gạt bỏ hết tất cả cái thế giới hiện tượng này để đi vào chân tướng của mọi vấn đề, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy tánh không. Mà đã là không thì tất nhiên chúng ta chẳng có còn gì để nói nữa. Và cũng không có người nói và cũng không có người nghe. Đó mới gọi là cái không thật sự. Chứ không tới mức mà tất cả những sản phẩm tưởng tượng nó cũng là có. Cho nên vượt ra tất cả cái sản phẩm tưởng tượng đó để mà chứng đắc. Thì chúng ta cứ hiểu hình dung nôm na rằng là gì? Là những cái thế giới mà chúng ta đang mô tả đây là những áng mây trên bầu trời. Còn cái không đó là hư không. Hư không nó không có gì thì làm sao có thể miêu tả được. Thành những cảnh giới này chúng ta cẩn thận, mình đang đứng ở trên lập trường của thế giới nhị nguyên mà phân tích, thì chúng ta hãy phân tích ở trên thế giới hiện tượng. Rồi ở trong thế giới hiện tượng đó mà nhờ sự phân tích đó chúng ta sáng tỏ nó như hiển, đây gọi là dĩ hiển độ chân. Từ đó chúng ta vượt ra khỏi mơ lầm mà chứng đạo thanh tịnh. Còn nếu như chúng ta lấy cái không mà chúng ta nhìn sang cái có, là tự nhiên chúng ta rơi vào cái trạng thái là chấp không, và chúng ta bài xích cái có. Nhưng chúng ta quên mất rằng á, là ai là người bài xích? Cái bài xích đó là có rồi, sao gọi là không nữa? Cho nên nhân đây chúng ta liên tưởng tới một câu chuyện rất là hài hước. Đó là một ông chồng có nhiều kiến thức và ông không có thích đạo Phật. Thấy cô vợ thường đi chùa, ông sinh tâm ghét bỏ. Đang đêm ông ngồi ông viết những tác phẩm để ông bán Phật. Bà vợ thấy chồng mình cặm cụi viết đêm khuya khổ nhọc, nói rằng sao khuya rồi ông không nghỉ ngơi, ông còn viết gì nữa? Người chồng trả lời rằng tôi không chấp nhận trên đời có Đức Phật. Không có con người nào mà hoàn hảo như vậy. Đó chính là một sản phẩm tưởng tượng. Đó chính là huyền thoại mà người xưa cớ lại thôi. Nó giống như là những câu chuyện cổ dân gian, làm gì có Phật. Cho nên tôi viết những lời lẽ để tôi chứng minh rằng không có Phật.
tôi bán bố rằng là có Phật tồn tại. Cho nên tôi muốn viết như vậy. Thì bà vợ nói rằng nếu như ông thật sự cho rằng không có Phật mà Phật đã không có thì lấy gì để ông bán bố? Một khi ông khởi tâm bán bố tức là ông đã chấp nhận có Phật rồi. Mà đã có Phật rồi thì tại sao còn bán bố nữa? Thưa vị, cái đạo lý đơn giản như vậy đó. Bà vợ nhắc một câu và giúp cho người chồng giác ngộ. Thành ra đây là điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu ở trong tâm của mình. Thực ra trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Cái sắc kia không ngoài không mà có, không cũng không, nó biểu hiện ngay trong sắc. Ví dụ như ở ngay trong một bàn tay như thế này, thưa quý vị, các vị thấy bàn tay thầy Huyền Châu đưa lên với hình hài năm ngón, đây là một hiện tượng. Hiện tượng thì nó có, nhưng chúng ta hãy chiêm nghiệm một bàn tay hình thành từ bốn đại, bản chất bốn đại đất nước gió lửa, nó là chuỗi duyên sinh hình thành lại mà thôi. Và ngay cả cái thấy của chúng ta cũng là từ mắt mà nhìn thấy hình ảnh để phát hiện, kết quả tri giác kia cũng là như hiển. Cho nên ngay khi bàn tay này tồn tại, chúng ta thấy cái tánh không của nó, đó gọi là tịch diệt. Chứ không phải khi bàn tay này bị đốt thành tro rồi, lúc đó nó mới gọi là tịch diệt. Thành ra đâu là không, đâu là có, ngay trong cái có đó nó biểu hiện đầy đủ tánh không. Và ngay trong tánh không đó nó hiện ra đầy đủ cái có. Cho nên có và không nằm ở trên định lý của duyên khởi. Và chúng ta hiểu về thở tánh thì chúng ta thấy nó đều như hiển. Thì ở trên phương diện này á, chúng ta phân tích nó trở thành một cái trạng triết học rất là sâu xa. Mà ở trong phương diện này, xin thưa quý vị là chúng ta nên hành theo những gì mà Kinh Văn đã miêu tả cho chúng ta thấy rõ ràng, là chúng ta nên từ bỏ cái gì, nên làm cái gì để chúng ta vượt ra được cái thế giới này, đạt được cái chỗ là vượt qua bọc lưu. Mà không phải là một vị tỳ kheo, mà chúng ta cũng vậy. Chúng ta bị cái gì? Bị cái dòng sông của cái sức mạnh của tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống ngôn ngữ, nó nhấn chìm tâm chúng ta. Cho nên chúng ta khổ não cả ngày đêm. Chúng ta không sử dụng nó như là một dạng phương tiện sinh tồn, mà chúng ta xem nó là một cái mục đích cứu cánh mà chúng ta cần đạt được. Đây là hai cái quan điểm khác nhau. Chúng ta sử dụng đồng tiền để chúng ta làm một cái phương tiện sinh tồn và tạo thêm phước báo cho mình. Nó khác với trạng thái mà chúng ta phải làm sao để mình trở thành tỷ phú. Cả hai cái quan điểm nó khác nhau. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy cái sự say đắm nó của nam dục, nó nhấn chìm chúng ta như là một dòng thác dữ, mà gọi là bọc lưu, như là một dòng thác mạnh, nó nhấn chìm tâm chúng ta. Rồi thứ hai là gì? Là ba cảnh giới hữu bọc lưu, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó cũng nhấn chìm tất cả tâm tư của chúng sinh. Và cuối cùng là gì? Là vô minh. Nó như là một sức mạnh, nó đè nén tất cả và nó chôn vùi tất cả. Do vậy cho nên chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khỏi cái bọc lưu đó, chứ không riêng gì các vị tỳ kheo không mà thôi. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, và kính bạch thầy, cũng trong cái đề tài này con cũng xin được nhắc cái những gì mà nó gần gũi với đời sống Phật tử của chúng con. Thì giống như trong đời sống thường nhật mà thầy mới vừa nhắc đến á, thì những cái yếu tố như là sân hận nè, nghi ngờ nè, cộng thêm là tham đắm tiền tài sắc dục danh vọng, nếu chúng ta muốn xây dựng một đời sống an lạc thì những cái đó nếu không dứt bỏ được thì chúng ta phải nên giảm thiểu. Thì như vậy sẽ đưa đến đời sống an lạc. Ở đây thưa quý vị, chúng ta hiểu về nó, chúng ta tập hiểu về nó, và chúng ta phát nguyện ở trong đời sống thiếu dục và tri túc, chúng ta chưa đạt được cái sự từ bỏ tuyệt đối, thì cũng ít nhất phải sống ở trong tinh thần thiếu dục và tri túc. Là đời sống mà giúp chúng ta sinh thiên. Ít nhất là như vậy thì chúng ta cũng sẽ có hạnh phúc. Còn khi tâm chúng ta mà suốt ngày đi tìm kiếm lạc thú thì cái tâm đó xin thưa không bao giờ có sự an ổn. Nó luôn lo sợ. Ngay cả một số người chưa có gia đình thì nghĩ rằng mình tìm cho được một người thương yêu. Nhưng vừa tìm được người thương yêu thì mình lại sợ rằng người thương yêu đó không thương yêu mình nữa. Thậm chí còn sợ người thương yêu đó phản bội mình. Để rồi á, mình canh giữ họ ngày đêm. Ban đầu mình là hai người tự do, sau khi hứa hẹn thương yêu nhau rồi lại trở thành hai người canh gác lẫn nhau, trở thành hai người gác nhau, canh gác lẫn nhau. Và tự nhiên mình biến thành là cái lính gác của nhau. Thì đời sống như thế sao còn có tự do hạnh phúc được nữa.
Cho nên chúng ta sống ở trong cái sự thiếu dục và tri túc, nó sẽ giúp tâm chúng ta an lạc. Đây là một trong những cái phương tiện sống căn bản nhất mà chúng ta sẽ có an vui. Tất nhiên chúng ta mỗi người có những cái phương pháp khác nhau để giữ cho mình một đời sống an ổn, thì tất cả chúng ta hãy tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên chúng ta biết rằng pháp vô thường, cuối cùng nó vẫn là khổ, không bao giờ có sự an vui tuyệt đối. Cho nên tùy vào cái mức độ năng lực của mình mà mình có thể hành trì đến đâu thì chúng ta có an lạc đến đó. Và cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Dạ kính thầy, trước khi bước sang đề tài khác, cái này hay quá thầy, con xin dừng lại chỗ này chút xíu. Khi thầy nói là Đức Phật dạy là tu tập thêm năm pháp lực, và thầy cũng giải nghĩa là tính tấn niệm định huệ, tại sao năm cái đó để như là giúp chúng ta để vượt qua những cái chướng ngại trong cái cuộc sống bạch thầy? Dạ thưa quý vị, nếu chúng ta không có niềm tin, chúng ta không có cái niềm tin vào năng lực của mình, không có niềm tin vào chân lý, không có niềm tin rằng sống với một đời sống tu tập nó sẽ có an lạc, thì làm sao chúng ta thành tựu? Và cái niềm tin này phải dựa trên chánh tín, chứ không có thể dựa vào một cái loại là tín ngưỡng mù quáng. Cho nên cái chữ chánh tín là rất quan trọng, phải có niềm tin. Một người đánh mất niềm tin là một người phá sản, người đó không thể làm được cái gì. Khi mình làm cái gì đó mà mình không tin rằng điều đó sẽ thành công thì làm sao mình làm? Mình muốn đi vượt biển mà mình không có nghĩ rằng mình sẽ đến bờ bên kia an toàn, tự do, hạnh phúc thì làm sao mình dám mà vươn thuyền lên đi? Cho nên rõ ràng cái niềm tin nó cho chúng ta một nghị lực. Rồi nếu như tin không đỡ đó thì làm gì có kết quả. Cho nên phải đứng lên mà siêng năng hành động. Hành động ở đây không phải rằng á là, xin lỗi, là cái niềm cái ở trong Phật giáo nó có chữ thế này nè, tức là cái chữ duyên. Có một số người nói rằng là chưa đủ duyên, thì thưa quý vị, chúng ta không có nên mơ hồ trong chữ duyên của Phật giáo. Cái chữ duyên này là cả một cái quá trình đứng lên hành động một cách tinh tấn, chứ không phải duyên là cứ ngồi im đó mà chờ xung rụng đến với mình. Mình chờ tới khi mà thân hoại mạng chung cũng không có đạt được đâu. Thành ra nhân muốn có thì hãy gieo trồng, duyên á nó chưa đủ thì hãy tìm kiếm. Khi tìm cái nhân như vậy, mong muốn như vậy, đó là sự phát nguyện. Phát nguyện rồi tìm nhân cho nó và tìm duyên để gieo trồng nó. Muốn trồng, muốn có gạo ăn thì phải trồng lúa. Mà trồng lúa thì đi tìm cái hạt giống lúa mà trồng xuống, và tìm những cái duyên nào để cho hạt giống đó hình thành bụi lúa tươi tốt, có nhiều cái trái hạt. Như vậy thì đó gọi là phát nguyện, là gây cái nhân và tạo cái duyên. Và tất cả điều này nó nằm ở trong một tinh thần hành động tinh tấn liên tục. Chúng ta tin vào nguyên lý này, đó gọi là tín và tấn. Và nhớ rằng phải nhớ trong tâm mình làm cái gì, nên không nên làm cái gì. Đây gọi là niệm. Và đừng có thay đổi mục đích. Hãy chuyên chú và làm theo sau khi mình đã xác định rõ ràng. Đây gọi là gì? Là định. Chứ không phải nay khác mai khác thì làm sao được, phải không? Rồi tuệ, tức là phải dùng cái sự hiểu biết, nhận định hết sức là sáng suốt khôn ngoan để thành tựu mục đích này. Như vậy thì bất cứ điều gì ở trong cuộc sống chúng ta cũng đầy đủ là tín tấn niệm định tuệ, đừng nói chi là sự tu tập. Cho nên nếu chúng ta dùng năm cái sức mạnh của nội tâm như vậy để đạt được những ý mong, cái mong muốn của mình, là chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Đó là điều quan trọng nhất thưa quý vị. Và cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ quý vị ơi, quý vị đang mãi mê theo dõi chương trình nghe thầy giảng, mà quý vị đừng có quên gọi vào đặt câu hỏi nha. Và Nhật Tường rất là hoan hỷ nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan tới vấn đề tu tập, thì kính mời quý vị gọi vào sinh hoạt chung với chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Và kính bạch thầy, giờ đây chúng con thỉnh thầy bước sang đề tài kế tiếp là đề tài tỉnh giác. Dạ kính thưa quý vị, xin cảm ơn Nhật Tường, xin mời đại chúng chúng ta đi qua đề tài tiếp theo, đó là tỉnh giác. Tính là nó mới giác được, còn ngủ thì nó không thể giác. Ngủ thì nó mơ, tính thì nó mới giác. Mà tính giác là như thế nào, là trạng thái như thế nào? Đây là một điều rất là khó thưa quý vị. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ cũng có một vị thiên thần đến bạch Đức Thế Tôn bằng một bài kệ như sau: có bao nhiêu pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác, có bao pháp tỉnh giác khi pháp khác mơ ngủ, có bao nhiêu việc làm, có bao nhiêu việc làm đưa đến trần cấu, đưa ta đến trần cấu,
và có bao nhiêu việc làm khiến ta được thanh tịnh. Chúng ta có thể hiểu nôm na bài kệ này bằng cái cách diễn đạt văn xuôi như sau. Tức là gì? Tức là có bao nhiêu cái pháp, có bao nhiêu điều mà nó ngủ mê, nó chìm đắm, trong khi là cái pháp khác tỉnh giác. Còn có bao nhiêu cái pháp mà khi nó tỉnh lên thì nó khiến cho cái khác bị chìm đắm xuống. Vậy thì có bao nhiêu việc làm mà khiến cho tâm chúng ta bị trôi vào ở trong trần cấu, và ngược lại có bao nhiêu việc làm giúp cho gì? Giúp cho chúng ta đến chỗ thanh tịnh. Như vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy bài kệ này á, một vị chư thiên hối nó có cái tính đối trị. Có tính đối trị, tức là cái này ngủ thì cái kia thức. Phải không thưa quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi tham nó có mặt thì vô tham nó sẽ mất. Khi sân nó thức lên thì vô sân nó sẽ ngủ say mất. Rồi khi si mê nó xuất hiện thì tính giác nó sẽ mất. Phải không vậy? Phải không thưa quý vị? Chúng ta thấy rõ ràng là pháp nó có tính đối trị. Chẳng hạn như bây giờ, lần trước chúng tôi có hướng dẫn cho đại chúng ở đạo Tràng Bác Quan Trai bằng một cái bài pháp rất là gần gũi. Đó là chúng ta thấy sắc là vô thường, thì tự nhiên cái tâm mà chấp vào sắc á, nó sẽ mất đi. Tức là cái thấy sắc vô thường đó là nó tinh giác. Còn cái tâm chấp vào sắc á, nó sẽ bị chìm xuống. Rồi từ đó chúng ta mới thấy được là thọ tướng hành thức cũng là vô thường. Và pháp vô thường chúng ta nắm bắt để làm gì? Cho nên tâm lúc bây giờ an trú vào trong hơi thở. An trú vào trong hơi thở không có nghĩa rằng là ngồi đếm hơi thở hoặc là ngồi làm gì khác, mà an trú trong hơi thở tức là một hình thức chúng ta nhận diện được hơi thở, hay là phát hiện ra tướng mạo của hơi thở. Hơi thở ngắn, hơi thở dài, hơi hít vào dài, biết là hít vào dài, thở ra dài, biết thở ra dài. Chúng ta phân biệt rõ là thở ra dài chứ không phải là thở dài. Thở dài thì bao nhiêu nỗi niềm trong đó nó đọa lạc, còn thở ra dài tức là biết cái hơi thở dài vậy thôi. Như vậy thì tương tự cũng như vậy, sau khi mà đã nhận diện được hơi thở, biết được hơi thở nó lưu bố toàn thân, hay gọi là hít vào biết toàn thân hít vào, thở ra biết toàn thân thở ra, rồi trên cơ sở đó mà phát triển từ bi hỷ xả. Khi tâm từ được xuất hiện thì lòng sân sẽ bị đoạn trừ, khi tâm bi xuất hiện thì lòng ác hại sẽ bị đoạn trừ, khi tâm hỷ xuất hiện thì lòng tật đố sẽ bị đoạn trừ, và khi tâm xả xuất hiện thì lòng kiêu ngạo sẽ bị đoạn trừ. Như vậy thì một pháp này thức là pháp kia ngủ, pháp kia thức là pháp nọ ngủ. Vậy thì có bao nhiêu, có cái pháp gì, có bao nhiêu pháp mà đưa đến là nó ngủ và thức như vậy? Thì Thế Tôn trả lời cho vị thiên thần là như sau. Có 5 pháp mơ ngủ khi pháp khác tỉnh thức. Đó là gì? Đó là ngủ triền cái. Chúng ta thấy rõ ràng, có 5 pháp mơ ngủ khi pháp khác tỉnh thức. Cũng như vậy, có 5 pháp tỉnh giác khi pháp khác mơ ngủ. Một khi mà chúng ta đạt được cái sự giác ngộ, khi mà năng lực nó phát triển lên, thì lúc bây giờ các pháp khác nó sẽ bị chìm xuống liền. Chính có 5 việc làm đưa ta đến trần cấu, tức là trôi ở trong đời sống ngũ dục, hoặc là sống một đời sống mà nô lệ ở trong ngũ thiền cái. Như vậy thì tâm chúng ta nó bị hoen ố, hay còn gọi là gì, là đưa ta đến một đời sống cấu nhiễm, gọi là trần cấu. Và chính có 5 việc làm khiến ta đạt được thanh tịnh, hay còn gọi là gì, hay là đoạn trừ 5 truyền cái, thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh. Xin mời các vị đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, và kính mời quý vị đặt câu hỏi. Thầy đang giảng ở cổng, tôi có những cái không biết, có thể hỏi. Dạ được cô. Dạ được cô, xin mời cô. Dạ, chú làm ơn, chú vui lòng nói nha thầy á, giải nghĩa dùm trong cái Đức Phật nói á, trong các pháp giới, chứ trong các giới mà giới của Phật á, trong rừng nhiều hay là trong nắm tay nhiều,
Đó, cái đó tôi không hiểu, nhờ thầy chỉ dạy, quan thị chỉ dạy dùm, cảm ơn. A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Dạ, chúng con thỉnh thầy rác ở trong nắm tay với rác trong rừng của thầy. Dạ. Thì xin cảm ơn đạo hữu, kính mời các vị chúng ta nghe qua đài truyền hình. Kính thưa quý vị, Đức Thế Tôn đưa ra cái hình ảnh này nó nằm trong bối cảnh nào? Đó là các vị tu tập xuất gia cũng như tại gia ở tại Koh Samui, họ thường lý luận về lời Phật dạy, họ thường biện bác, họ thường lý luận, mà họ không có để ý tới là họ cần phải trừ bỏ những cái gì xấu xa ở trong lòng. Cho nên Đức Thế Tôn đã khéo léo gửi đến họ một cái nấm lá và khuyên họ hiểu rằng là lá ở trong tay của ta so với lá ở trong rừng như thế nào. Và Đức Thế Tôn nói rằng cũng như thế, những gì ta biết như lá ở trong rừng, và những gì ta giảng nói chỉ giống như lá ở trên lòng bàn tay mà thôi. Và ngụ ý của Phật là gì? Là khuyên chúng ta hãy tự thân vượt ra khỏi phiền não, chứng đắc đạo thanh tịnh. Có như vậy, trí tuệ chúng ta sẽ thớ nhập được cảnh giới vô biên, và cái biết của chúng ta là bao la vô tận. Còn những gì mà chúng ta biện bác nói năng, những tri kiến mà chúng ta có thể diễn đạt được ở trong cái quốc độ này, nó rất là nhỏ nhoi, đừng có say sưa ở trong đó. Đó là một cái hàm ý rất sâu xa, một hàm ý rất sâu xa. Và tất nhiên mỗi người chúng ta có cách hiểu khác nhau, nhưng hiện bây giờ thì bản thân của chúng tôi chỉ có nhận ra được như vậy mà thôi. Và Phật là một đấng nhất thiết trí, tam tạng kinh điển mà Ngài nói chỉ dừng lại ở trong cảnh giới của cõi ta bà này mà thôi. Còn các quốc độ của chư Phật mười phương bao la vô tận, những gì mà Đức Thế Tôn chứng đắc và biết được là như cảnh giới bao la vô tận. Còn cái gì mà Ngài nói thì nó rất là hạn hẹp. Cho nên chúng ta nên xem những giáo pháp của Phật như là một loại phương tiện để vượt ra khỏi sanh tử trầm luân. Đây là điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta sử dụng những cái hiện tượng sinh diệt ở trong thế giới trầm luân này mà bàn thảo thao thao suốt ngày. Đây là cái điều mà Đức Thế Tôn muốn dạy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu sâu hơn một chút. Nếu như không có nương nhờ vào sự thấu hiểu thì làm sao chúng ta chứng đắc được? Thành ra chúng ta đang thảo luận nhưng chúng ta cũng không say đắm vào sự thảo luận này, cũng không chấp trước vào sự thảo luận này, mà nhờ sự thảo luận này gợi cho chúng ta một cái ý hướng tới lời Phật dạy. Chẳng hạn như vị Phật tử vừa rồi ít nhiều gì cũng đã hướng tới lời Phật dạy, cũng đã đưa ra một câu hỏi rất là hay. Dạ, xin cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì thầy đã trong lúc mà cô gọi đặt câu hỏi thì cô nghĩ thầy cũng đã giảng xong cái phần kinh phẩm tỉnh giác bạch thầy. Giờ đây thì thầy cho phép con đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. Và kính thầy. Và kính thưa quý vị, qua bài giảng thì qua bài lời giải được của Đức Phật ở dưới tựa là tỉnh giác, thì nội dung là thầy cũng đã đọc qua, thì Đức Phật ở đây dạy chúng ta rằng là có năm pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác, có năm pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ. Chính có năm việc làm đưa ta đến trần cấu, chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh. Và kính thưa quý vị, thì qua những cái lời dạy của Đức Phật thì thầy A Di Đà Phật. Và kính mời quý vị đặt câu hỏi ạ. A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Dạ, mời cô. Dạ, con cái câu không tầm không tứ con chưa hiểu lắm, xin thầy hoan hỷ chỉ cho con ạ. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Dạ. Chúng con thỉnh thầy. Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Cái chữ không tầm không tứ, cái chữ tầm á, cái tầm là cái trạng thái nó thô, tứ là trạng thái nó vi tế. Tầm tứ nó nghĩa là gì? Là tìm kiếm. Nghĩa căn bản nó là tìm kiếm. Cái chữ tầm nó giống như là con chim mà nó bay á, nó vô cánh. Còn cái chữ tứ là nó giống như nhúng cái chân nó bay lên. Thì nó đều là một cái đi hướng tới một cái gì đó, nhưng mà cái tứ nó vi tế hơn. Còn cái tầm là nó rõ ra. Chúng ta có thể hiểu là cái tứ như là một cái trạng thái của tư duy, còn cái tầm là trạng thái nó đã hiện rõ ra rồi. Tầm tứ nó như vậy. Chúng ta có thể mô tả tâm chúng ta bản thể thanh tịnh, phánh lặng như là nước.
Nhưng mà tầm tứ nó như là những con sóng ở trên nước, từ trong tâm mà khởi lên những vọng tướng. Vọng tướng đây là trạng thái tầm và tứ, trạng thái suy nghĩ tìm kiếm. Có khi nó tìm kiếm vào thiện, có khi nó tìm kiếm vào ác. Tìm kiếm vào thiện thì tái sinh ở những quốc độ thiện, tìm kiếm ác, làm ác, đọa những cảnh giới xấu. Thành ra ở trong đây chúng ta tu tập là dứt ác làm lành, giữ cho tâm mình trong sạch, tức là chúng ta đoạn trừ những cái tầm tứ và ác, những cái tâm niệm, những suy nghĩ và ác. Và do vậy mà chúng ta có được cái điều thiện. Ở trong điều thiện nó giúp cho chúng ta an vui. Cho nên á, ở trong cảnh giới của sơ thiền, tức là ly sanh hỷ lạc, tức là rời khỏi những cái điều xấu ác xảy ra, nhưng mà trong tâm nó vẫn còn hỷ lạc, cái sự hỷ lạc ở trong tâm vẫn còn xuất hiện của tầm và tứ, tức là những cái suy nghĩ vừa thiện, những cái suy nghĩ vừa vui, nó vẫn còn tầm tứ. Rồi cái cảnh giới thứ hai là định sanh hỷ lạc, thì cũng giống như là sóng ở trên nước nó không có còn khởi sóng nữa, mà mặt nước đã tĩnh lặng, sóng nó đã lạnh xuống rồi, thì trạng thái này á nó phẳng lặng như như mặt nước hồ thu. Đây gọi là gì? Là định. Như vậy thì định sanh hỷ lạc á, nó không còn tầm, không còn tứ. Cho nên cái chữ tầm tứ nó nghĩa như vậy đó, thưa quý vị. Chúng ta thực ra mà nói thì tìm kiếm nói chung học Phật á, thì nó bị một số thuật ngữ và chúng ta nghe quen tai thì chúng ta nhận ra thôi, chứ cũng không có gì khó khăn. Nhưng một số người mới học Phật nghe phải những cái thuật ngữ này thì nó hơi khó chịu, nó hơi lượng gượng ở lỗ tai và làm chúng ta mơ hồ, không biết rằng là đang miêu tả về cái gì. Chúng ta chỉ nói tóm tắt lại rằng là tâm tứ là gì, là dòng suy nghĩ, chưa phân biệt nó thiện hay ác. Dạ, xin cảm ơn cô rất nhiều. Mô Phật. Dạ, Phật. Dạ, kinh. Chúng con kính mong thầy và cảm ơn quý vị. Và như vậy thì mình cũng nên động viên những cái người mà không hiểu hay lập hoặc là có bất cứ cái gì mà hơi bị rút mắt thì cứ việc gọi vào thầy. Vâng, ha. Vâng. Dạ, không có gì những cái sự mà không hiểu mà mình không dám gọi. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy thì trở lại đây. Ôi. Giờ này Phật tử thương con rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đặt câu hỏi. Thưa thầy, nhờ thầy hỏi giúp giùm quan thị thầy hướng dẫn giùm là Phật Thích Ca đó, 81 tuổi nhập Niết Bàn là sao Phật không sống thêm nữa? Phật nói chỉ sống như đó là đủ, thành ra không có hiểu, nhờ thầy quan thị chỉ dạy cho hiểu một biết. Cảm ơn. A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Giờ chúng con thỉnh thầy. Dạ, xin nhân cảm ơn đạo hữu. Kính thưa là quý vị, ở trong kinh Viên Giác á, có nói rằng là giáo pháp mà ta muốn trình bày và bảy chúng đã đầy đủ có mặt ở thế gian. Tỳ kheo ni, thức so mana, sa di ni, ưu bà tét và ưu bà di. Chúng ta có thể nói tét là bốn chúng, tức là hai giới tại gia và hai giới xuất gia. Hai giới là nam nữ tại gia và hai giới xuất gia đó là nam nữ xuất gia. Họ đã học hỏi đầy đủ giáo pháp, họ có thể vững vàng giữ gìn giáo pháp của Như Lai lưu bố cho hậu thế. Cho nên cái duyên mà Đức Thế Tôn cần là ở lại nơi đời nữa thì nó không cần nữa. Tự Đức Thế Tôn nhận ra điều đó và Ngài thấy rằng là giáo nghĩa của Ngài đã được giảng dạy một cách hoàn thiện. Cho nên duyên đã mãn thì Thế Tôn đi vào trong Niết Bàn. Đây là cảnh giới tự tại của một đấng giác ngộ. Còn trong kinh Viên Giác thì có nhắc đến một đoạn rằng là lẽ ra ta cũng thọ 120 tuổi như các chúng sanh đương thời. Chẳng hạn như là Ngài A Nan cũng thọ 120 tuổi đó, thưa quý vị. Thì 120 tuổi là bình thường của tất cả mọi người đương thời. Nhưng mà Thế Tôn nói ta thấy cái duyên Phật Pháp đã được giảng dạy xong và ta muốn đem cái phước mà thọ hướng của thế gian này trong 40 năm nữa hồi hướng cho chúng đệ tử của ta ở trong đời sau, nhờ cái phước này mà tồn tại ở thế gian an ổn, để chi? Để giữ gìn chánh pháp, giữ gìn giáo pháp của Như Lai trường tồn ở thế gian. Đó là lời giải thích ở trong kinh Viên Giác. Còn theo bản thân của chúng tôi suy nghĩ rằng là Đức Thế Tôn đến với cuộc đời này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến.
Khi việc của Ngài cần làm đã làm xong thì tất nhiên Ngài đi vào trong cõi Niết Bàn. Đây là điều bình thường mà thôi. Dạ, cảm ơn các quý đã lắng nghe. Chúng ta có lẽ còn 3-4 phút nữa. Xin hết chương trình. Xin mời anh Nhật Tường, chúng ta dừng ngắn đây. A Di Đà Phật. Dạ, giờ đây chúng con kính Thầy, thỉnh Thầy là coi như là thay vì con đặt câu hỏi thì những gì mà thông điệp của Đức Phật trong cái phần này thì Thầy kính Thầy nói trước khi chúng ta dừng. Dạ, xin kính thưa đại chúng. Thực ra thông điệp của Đức Phật đều có nằm ở trong những câu kinh mà chúng ta đã nghe. Và bài kinh hôm nay thì có lẽ rằng chúng ta nghe lại một chút, chúng ta cũng hiểu. Thầy không dám làm mất thời giờ của các vị. Dạ. A Di Đà Phật, dạ kính mời quý vị ạ. À. Xin ngắn gọn nha. Thầy, nhờ thầy Quan Hỷ nói với thầy là khi mà mình họ bán quan trai á, mình lãnh giới á, mà ngày ăn con cờ có 12 giờ á, mà mình lỡ mình chiều mình ăn thêm vậy có mang tội không? A Di Đà Phật, cảm ơn cô, mời cô nghe trên TV nha. Dạ, chúng con thỉnh thầy. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Tội thì thực ra nó có tội gì đâu. Cái tội là gì? Là tự mình làm cho cái tâm thức của mình nó nặng nề hơn. Còn ở trên phương diện giới thì tất nhiên là chúng ta sẽ không thành tựu giới về cái giới đó. Nhưng còn bảy giới khác thì chúng ta vẫn thành tựu như thường. Trong câu chuyện này có lẽ rằng là ngày mai ở tại Bồ Đề Phật Quốc có buổi thọ trai, có cái buổi truyền giới bác quan trai lúc 8:30. Xin mời các vị chúng ta phát tâm về tại Bồ Đề Phật Quốc để thọ giới. Thì trong cái giờ thọ giới đó, sau đó thì các vị sẽ được học pháp, thì thầy sẽ giải thích cho các vị rõ hơn. Đáng tiếc là bây giờ chương trình truyền hình trực tiếp nó không đủ thời gian nữa, cho nên chỉ hy vọng là quý vị hãy tiếp tục giữ gìn cái tinh thần sinh hoạt này cho thứ năm tuần sau. Bởi vì chúng ta biết rằng chương trình này là một chương trình mà thầy sắp xếp thời gian để hầu chuyện cùng với đại chúng xa gần rộng rãi. Trong cuộc sống hàng ngày có một số vị muốn hỏi nhưng mà chúng tôi không có thời giờ trả lời, thì thưa quý vị, giờ này là giờ mà chúng tôi dành cho các vị. Thành ra chúng ta có thể giữ gìn tinh thần này để chúng ta sinh hoạt tiếp tục tuần sau ha. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Xin trả lại chương trình cho Nhật Tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn Thầy đã giảng cho chúng con và đại chúng nghe bài kinh hôm nay. Và Nhật Tường cảm ơn quý vị đã cùng Nhật Tường sinh hoạt trong chương trình Phật Pháp hôm nay. Và Nhật Tường luôn luôn kính chúc quý vị được thân tâm an lạc và Bồ Đề Tâm kiên cố. Kính hẹn đến quý vị thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính Thầy. A Di Đà Phật.